Dạ Nhung chào mừng tất cả cô bác anh chị em gần xa. Xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh Nhung Đặng Family Cuộc Sống Hoa Kỳ. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Cái ngày đặc biệt ngày hôm nay thì Nhung sẽ làm một cái video này để ghi lại cái kỷ niệm mà trong khoảng thời gian Nhung làm YouTube. Thì hiện tại trên tay Nhung đang cầm đây là một cái lá thư của Google AdSense. Nếu mà cô bác anh chị em nào đã và đang làm YouTube thì rất là mong đợi mình có được cái lá thư như thế này. Thì cái lá thư này bên trong là cái mã pin đó cô bác anh chị, thì mỗi người có một mã số pin khác nhau. Thì Nhung đã nhận được cái mã pin này cách nay mấy ngày rồi. Thì hôm nay Nhung sẽ làm một cái video này, thứ nhất là để ghi lại cái kỷ niệm trong cái bước khởi đầu mình làm YouTube. Cái thứ hai nữa là Nhung muốn chia sẻ lại những cái gì Nhung đã trải qua trong khoảng thời gian để có được cái mã pin này. Cũng giống như là Nhung sẽ truyền cảm hứng và chia sẻ những cái gì Nhung đã đi qua rồi cho cô bác anh chị em, những người đi sau Nhung sẽ biết được, và để khi mình đủ điều kiện và kiếm tiền thì cô bác anh chị mình sẽ không bị ngỡ ngàng. Còn đối với những anh chị em mà đã đi trước rồi, đã thành công rồi thì Nhung không có nói ha, tại vì mấy anh chị quá xuất sắc. Mà mấy anh chị đi trước thì mấy anh chị đã thành công rồi, thì đối với những người làm YouTube sau giống như Nhung á, thì khi mà đạt được một cái mốc quan trọng này, có nghĩa là khi mình có được cái mã pin thì có nghĩa là cái kênh của mình đã được bật kiếm tiền và bật kiếm tiền thành công. Nhung sẽ chia sẻ lại cái quá trình mà Nhung đã đăng ký và bật kiếm tiền như thế nào, đại khái để cho cô bác anh chị mình dễ hình dung. Và khi mà cô bác anh chị mình đạt được cái mốc đó rồi thì sẽ làm và không có bị ngỡ ngàng. Thì đối với Nhung á, thì Nhung là một cái người không có biết gì về YouTube hết. Thì Nhung chỉ làm YouTube là cái sự đam mê tìm tòi học hỏi, và Nhung đã đi tìm tòi và học hỏi kinh nghiệm của rất nhiều anh chị em đi trước, đã chia sẻ lại, Nhung đúc kết cho bản thân, và Nhung đã làm bằng cái sự đam mê, bằng cái sở thích của mình, nên đó là Nhung đã có được ngày hôm nay. Thì Nhung nghĩ là đối với một người không biết gì về YouTube, không biết gì về điện giống như Nhung á, thì cũng đã làm và cũng đã đạt được một cái mốc quan trọng này, thì Nhung tin chắc rằng tất cả cô bác anh chị nào mà đam mê cùng sở thích và thích làm YouTube thì chắc chắn cũng sẽ thành công, và thành công nhiều hơn Nhung nữa. Thì hôm nay Nhung làm một cái video này, thứ nhất là chia sẻ, thứ hai để làm cái kỷ niệm trong cái thời gian làm cái YouTube này, cái bước khởi đầu Nhung đã thành công được như ngày hôm nay. Thì Nhung cũng xin cảm ơn rất là nhiều cô bác anh chị đã chia sẻ, cũng giống như là động viên an ủi Nhung để Nhung có được ngày hôm nay. Thì cô bác anh chị biết là trên mạng hiện tại bây giờ có rất là nhiều anh chị là người hướng dẫn và chia sẻ các cách mà để làm YouTube thành công, và cũng giống như là những cách để bật kiếm tiền rất là hay. Nhung đã học hỏi từ rất là nhiều anh chị, nhưng mà đặc biệt đây là hai cái người Nhung muốn nhắc đến tên đây á, là hai người đã rất là nhiệt tình và Nhung học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm từ hai người này. Thứ nhất á, là anh Sơn Jim, cái kênh YouTube của anh Sơn Jim, anh rất là một người rất là tài giỏi, kiến thức rất là rộng, anh là người rất nhiệt tình. Nhiệt tình ở chỗ là trong quá trình mà cái kênh của Nhung đủ cái điều kiện và kiếm tiền, cô bác anh chị, Nhung loay quay không biết làm như thế nào, không biết thực hiện như thế nào, thì Nhung cứ làm theo hướng dẫn của cái email nó gửi cho mình thì cứ làm, nhưng mà sao cứ làm mà không có được. Nhung làm hoài mà sao thấy vẫn không tha hiện lên đã xong. Thì Nhung mới nhắn tin Nhung hỏi anh, thì anh kêu là gửi cho anh coi là những cái khó khăn gì, những cái lỗi gì Nhung đang mắc phải. Thì khi mà Nhung gửi mail cho anh thì trong vòng, anh trả lời trong vòng 24 tiếng đồng hồ thôi, anh đã trả lời, và Nhung đã làm theo từng bước một, và đã thành công và đã được có mã pin như ngày hôm nay. Còn trong quá trình làm YouTube á, thì Nhung cũng học hỏi được kinh nghiệm từ một cái người bạn nữa, đó là bạn Trần Sĩ Tâm. Bạn này rất là giỏi, rất là tài giỏi luôn cô bác anh chị, còn trẻ nhưng mà kiến thức rất là rộng, và cái sự chia sẻ của bạn rất là dễ hiểu. Nếu mà cô bác anh chị nào mình chưa có biết cách làm á, cũng giống như là chưa có biết thao tác trong cái quá trình mình bật kiếm tiền như thế nào, thì có thể tham khảo những cái video và những cách làm của hai anh bạn này. Nhung thấy rất là hay, và Nhung đã học hỏi và Nhung đã thành công và Nhung đã có được mã pin. Cái thứ nữa là theo cái kinh nghiệm của Nhung á, là Nhung cũng muốn xin chia sẻ thêm với cô bác anh chị, những mà cô bác anh chị nào mình đang trong cái thời gian mà chuẩn bị bật kiếm tiền á, đủ điều kiện kiếm tiền á,
thì Nhung khuyên là cô bác anh chị mình nên chuẩn bị trước một số giấy tờ cần thiết để khi mình bật kiếm tiền lên á, thì bên phía Google, Sen hoặc bên phía YouTube yêu cầu giấy tờ gì đó thì mình đã có sẵn, mình không phải mất thời gian chờ đợi thêm giống như Nhung. Lúc trước đó là Nhung cứ loay hoay hoài ở chỗ là Nhung bật kiếm tiền mà sao trên điện thoại của Nhung Nhung cứ làm hoài mà không có được. Nhung đợi hoài 3 4 tuần luôn mà vẫn không có thấy cái kết quả đã xong. Thì Nhung thấy là mấy anh chị chia sẻ là khi nào cái thao tác đó, cái bước đó thực hiện đã xong thì mình mới tiếp tục những bước tiếp theo. Nhưng mà Nhung chờ hoài, đợi hoài không được. Cái ngày hôm đó là Nhung tức quá, Nhung cứ mò hoài mà không thấy được. Cái Nhung mới lên cái, Nhung mở cái máy tính Nhung ra. Thì mở máy tính ra thì Nhung thực hiện trên cái máy tính á, thì một lần một duy nhất là thành công. Thì Nhung không biết là tại cái điện thoại của Nhung hay là những cái thao tác đó mình không thực hiện được trên điện thoại thì Nhung không rành lắm. Nhưng mà Nhung đã làm và đã thành công trên cái máy tính của Nhung. Trên điện thoại Nhung làm hoài không có được. Thì nếu mà cô bác anh chị nào mình làm được trên điện thoại thì có thể chia sẻ lại cho mấy anh chị em sau mình biết thêm để cùng học hỏi ha. Và cái thứ hai nữa Nhung cũng khuyên tất cả anh chị em mình á, là nên chuẩn bị trước những cái giấy tờ cần thiết. Thứ nhất là những giấy tờ có hình ảnh liên quan đến cái kênh và cái thông tin cá nhân của cái người mà cái chủ kênh đó cô bác anh chị, giống như là địa chỉ phải trùng khớp với cái địa chỉ mình muốn nhận cái thư, những cái mã pin á, những cái thông tin đó thì mình cần kiểm tra chính xác trước. Nếu một số giấy tờ mà giống như chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu, hộ chiếu gì của cô bác anh chị đó mình chưa có phù hợp, cái chưa có khớp trùng khớp cái tên đó, thì mình nên chỉnh sửa lại trước khi mình đi thực hiện thao tác bật kiếm tiền. Và một cái điều quan trọng nữa là cô bác anh chị em mình nên kiểm tra cái kênh của mình lại cho kỹ trước khi mình bật kiếm tiền. Để chắc chắn một điều là khi mình bật kiếm tiền thì bên YouTube duyệt cái kênh của mình sẽ nhanh, vì cái mã pin sẽ nhanh về và sớm về cho mình hơn. Nhung thấy, Nhung rút kinh nghiệm là trong cái kênh YouTube của Nhung, Nhung bị một cái video dính cái bản quyền về âm nhạc. Thì cái đó là Nhung chỉ quay, Nhung quay giống như là mình quay hát karaoke thôi cô bác anh chị. Nhưng mà dính cái bản quyền thì mình chỉ không đủ điều kiện bật kiếm tiền thôi, chứ nhưng không có bị gãy gì hết. Nhưng mà theo một số anh em chia sẻ, nếu mà cái kênh của mình một có một video bị về cái bản quyền á, thì một á, là mình sẽ để ở chế độ riêng tư, hai là mình sẽ xóa video đi. Tại vì nếu mình để á, thì cái kênh của mình thứ nhất là giống như là kênh không có được sạch. Cái thứ hai nữa là giống như khi mình để cái video đó lại thì những cái thu nhập về quảng cáo thì cái người chủ sở hữu, chủ bản quyền đó là người sở hữu cái số tiền mà YouTube hoặc là bên nhà quảng cáo đó, người ta trả tiền phí đó, thì cái người người chủ bản quyền đó người ta sở hữu cái số tiền đó, nên mình là rốt cuộc là mình không có được cái gì trong cái video đó. Thì tốt nhất là cô bác anh chị mình nên là để ở chế độ riêng tư, hoặc là mình xóa video đó đi. Hoặc là mình có thể mình vào cái YouTube Studio mình chỉnh sửa. Thí dụ bị bản quyền khúc nào đó, bị lỗi nhạc khúc nào đó, có thể mình tắt nhạc. Hoặc là mình cắt bỏ khúc đó đi. Còn đối với những cái trường hợp video mà nó dài, cô bác anh chị, mình cắt khúc đó mà nó mất đi cái nội dung đó, thì thôi mình để chế độ riêng tư cho chắc ăn. Và một điều nữa Nhung xin lưu ý với cô bác anh chị mình đó, là khi mình bật kiếm tiền đó, thì cô bác anh chị nên nên có một cái tài khoản ngân hàng trước. Để khi mà mình có tiền rồi á, khi mình chính thức kênh của mình chính thức có tiền á, thì Google AdSense sẽ liên kết với tài khoản ngân hàng của mình để chuyển tiền trực tiếp vào trong ngân hàng của mình luôn, không phải mất thời gian qua một cái giai đoạn khác, qua một cái giao dịch khác để mình nhận tiền thì sẽ mất thời gian hơn và bất tiện. Thì nếu mà cô bác anh chị em nào mình làm YouTube thì mình sẽ chuẩn bị sẵn trước những cái giấy tờ sẵn sàng đó, để khi mình bật kiếm tiền lên đó thì mình không có phải lúng túng, không phải ngỡ ngàng giống như Nhung. Nhung thì Nhung đã biết trước là Nhung sẽ cái vấn đề chỗ là tài khoản ngân hàng thì Nhung đã biết trước rồi, Nhung đã có chuẩn bị sẵn trước. Nhưng mà Nhung chỉ lúng túng ở chỗ là khi mà Nhung thực hiện cái thao tác mà các bước mà bên Google, YouTube yêu cầu của mình là mình phải cung cấp thông tin tách thuế Hoa Kỳ này kia các thứ á. Thì nói chung Nhung chỉ nói đại khái sơ thôi, còn cái chi tiết thì cô bác anh chị mình có thể tìm hiểu ở hai cái kênh YouTube mà anh Sơn Sim và bạn Trần Sĩ Tâm đã chia sẻ rất là chi tiết và rất là dễ làm, dễ thực hiện. Nhung chỉ nói sơ đại khái thôi. Và
Trong quá trình mà làm YouTube thì Nhung thấy cái điều khó khăn nhất bản thân Nhung đã trải qua. Thứ nhất là Nhung không có nhiều thời gian. Nếu mà những người bạn bè của Nhung hoặc là những người thân quen biết Nhung thì chắc chắn một điều sẽ biết là Nhung không có nhiều thời gian. Nhung đi làm 7 ngày mà cái kênh của Nhung về làm về ẩm thực là nhiều. Nên là cô bác anh chị em mình biết á, làm 7 ngày mà đi về phải nấu ăn, phải tự quay đi video và phải chuẩn bị khâu chuẩn bị rồi tới khâu nấu ăn và sau khi nấu xong phải cắt ghép lồng ghép chỉnh sửa thì mất rất là nhiều thời gian. Nên là hồi trước giờ Nhung cố gắng ra nhiều video để cho cô bác anh chị mình xem, nhưng mà Nhung thấy ra một cách một ngày ra một một video giống như là một tuần Nhung ra ba ba video, thì nếu mà mình đảm bảo được cái thời gian và chất lượng video thì rất là tốt. Nhưng mà Nhung thấy á, nếu mà Nhung đăng video nhiều quá như vậy thì Nhung không có thời gian để chăm sóc những khán giả, những cái giống như những người hâm mộ Nhung và những anh chị em làm chung. Nên là Nhung sẽ sẵn đây Nhung cũng thông báo luôn đến cô bác anh chị là bắt đầu từ ngày hôm nay, cái tuần này á, là Nhung sẽ đăng một tuần là hai video, ngày thứ ba và ngày thứ bảy. Những ngày còn lại nếu mà có thời gian Nhung sẽ đăng những video ngắn và Nhung sẽ dành thời gian để livestream. Và bên cạnh đó Nhung cũng sẽ dành nhiều thời gian để chăm sóc và để giao lưu, trả lời những cái tin nhắn, cái bình luận cũng như là đi tham khảo và lắng nghe ý kiến của một số cô bác anh chị mình đã bình luận, đóng góp ý kiến. Và Nhung cũng sẽ đi giao lưu và cũng sẽ đi học hỏi kinh nghiệm từ nhiều anh em để có thể mình cùng phát triển cái kênh YouTube mình mạnh mẽ hơn. Thì đó là cái mục đích chính của Nhung ngày hôm nay, là Nhung muốn truyền tải cái thông điệp những cái gì mà Nhung đã đi qua rồi cho tất cả cô bác anh chị đang đi phía sau Nhung có thể hiểu biết thêm và cũng có thể có thêm cái nhiều cái thông tin và nhiều năng lượng, nhiều động lực hơn để không có ngỡ ngàng trong cái những cái bước tiếp theo khi mà bật kiếm tiền. Nếu mà những cô bác anh chị em nào mình chưa đủ điều kiện bật kiếm tiền thì cứ tiếp tục làm bằng cái nhiệt huyết, bằng cái đam mê, bằng cái sở thích của mình thì Nhung tin chắc chắn là các bạn, các cô bác anh chị em sẽ thành công. Bản thân Nhung một người không biết gì hết về YouTube mà Nhung đã làm được như ngày hôm nay thì coi như một bước khởi đầu đầu tiên Nhung đã thành công. Nhung đã thành công thì chắc chắn cô bác anh chị các bạn đi sau Nhung cũng sẽ thành công. Thì đó là cái mà Nhung muốn nói ở đây, muốn chia sẻ đến cô bác anh chị mình. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Một khi mình đã chọn cái con đường mình thích, mình đam mê thì cố gắng thực hiện và cố gắng làm theo, rồi cố gắng đeo đuổi ước mơ đó thì Nhung tin rằng các bạn sẽ thành công. Và một điều nữa Nhung muốn nói ở đây á, là Nhung qua đây Nhung cũng xin cảm ơn tất cả cô bác anh chị đã yêu thương ủng hộ Nhung trong suốt thời gian qua rất là nhiều. Đặc biệt là Nhung nhắc lại cảm ơn anh Sơn Diêm, bạn Trần Sĩ Tâm và một cái anh bạn nữa Nhung muốn nhắc ở đây có cái tên trên cái kênh YouTube là Lữ Khách Việt Nam. Anh là người đã từng động viên Nhung trong những lúc Nhung tưởng chừng như đã bỏ cuộc. Là anh là người động viên, anh là người khuyên Nhung rất là nhiều và anh đã cho Nhung những cái lời nhận xét, những cái đóng góp ý kiến rất là hay. Từ đó là Nhung đã thức tỉnh lại và Nhung đã cố gắng thực hiện và làm bằng cái đam mê, cái nhiệt huyết. Nhung nhắc lại ở đây á, là giống như thứ nhất là cảm ơn anh, cái thứ hai là Nhung cảm thấy mà khi mà cái suy nghĩ mình làm YouTube nó lệch lạc á, thì cái hướng đi mình nó không có đúng. Thì Nhung sẵn đây Nhung chia sẻ cái suy nghĩ lệch lạc của Nhung lúc trước khi làm YouTube. Cô bác anh chị, cái kênh Nhung chỉ có hơn 200 người đăng ký thôi mà Nhung thấy á, giống như kiểu mình đăng ký cho người ta mà người ta không đăng ký lại, cái kiểu giống như là mình đi thăm dò người khác á. Thì bây giờ Nhung mới cảm nhận được lại là những cái anh chị, các bạn mà đi sau Nhung thì cũng đã từng qua kênh của Nhung thăm dò, giống như cái kiểu mà muốn cái người khác mà cho mình cái đăng ký trước rồi mình mới trả lại sau. Thì Nhung thấy giống như kiểu mình báo tín hiệu cho anh ta biết là giống như kiểu mà bình luận là sẽ đi qua nhà em này kia nọ thế này thế kia. Thì Nhung nghĩ sau này khi mà anh đó cho Nhung cái lời nhận xét, lời khuyên á, anh nói là nếu mà em làm thì sẽ làm cái tâm, cái lòng của em. Thì bây giờ em cứ đi đăng ký cho người khác đi, rồi mình cứ tiếp tục mình nhiệt tình, mình bình luận, mình comment bên dưới video thì một ngày nào đó chắc chắn cái chủ kênh đó sẽ nhìn thấy được những cái gì mà thật lòng ở em thì người ta sẽ trao lại. Và Nhung đã làm giống như anh chia sẻ và Nhung đã có được những cái người bạn,
những cái anh chị em mà gọi là khán giả trung thành rất là vui luôn cô bác anh chị. Nhung thấy là Nhung thật may mắn khi mà được đồng hành cùng tất cả anh chị. Và qua đây thì cũng Nhung cũng xin một lần nữa nói lời cảm ơn tất cả cô bác anh chị em gần xa. Và Nhung mong rằng qua video này Nhung sẽ luôn nhận được sự yêu thương, ủng hộ và đăng ký kênh của cô bác anh chị mình nhiều hơn nữa, để Nhung có nhiều năng lượng, nhiều động lực. Những gì Nhung hiểu biết thì Nhung sẽ luôn chia sẻ để cho cô bác anh chị mình đi sau Nhung có thêm động lực, có thêm nguồn cảm hứng. Nếu mà một kết thúc lại một cái lời mà Nhung muốn nhắn gửi lại cho những anh chị em đi sau Nhung á, thì một khi anh chị em đã chọn cái con đường YouTube rồi thì cố gắng làm bằng cái sự đam mê, cố gắng làm thực hiện bằng cái sở thích, bằng cái những cái gì mình trải lòng ra, thì chắc chắn một ngày nào đó mình sẽ gặt hái lại thành công. Và đã chọn con đường này thì nên tiếp tục đeo đuổi nó, đừng bao giờ bỏ cuộc. Bản thân Nhung đã làm được điều đó thì Nhung mong rằng tất cả cô bác anh chị mình cũng sẽ làm được và cũng sẽ thành công, và thành công có thể là hơn Nhung nhiều hơn nữa. Thì Nhung mong rằng á, là những gì Nhung hiểu biết ở đây Nhung chia sẻ cái nguồn cảm hứng lại, thì mong rằng cô bác anh chị là sẽ có thêm được nguồn năng lượng, động lực để tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn. Và chúc tất cả mọi người thành công và chọn được đúng hướng đi. Và đây cũng một lần nữa Nhung cũng xin chúc sức khỏe đến tất cả cô bác anh chị em mình. Chúc tất cả có một ngày thật là vui, sức khỏe và tràn đầy năng lượng, và cùng cố gắng lên để cho cái kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa. Và Nhung xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả cô bác anh chị mình ở những video tiếp theo. Bye bye cả nhà.